phương pháp tu trì của hành giả tịnh độ, đương nhiên lấy ba kinh tịnh độ làm chánh yếu. Ngoài ba bộ kinh này ra, hành giả nên kim tụng kinh Địa Tạng để làm trợ hành. Đây là vì Bồ Tát Địa Tạng có nhân duyên lớn với chúng sanh ở cõi Ta Bà này. Vả lại, kinh Địa Tạng đặc biệt khế hợp với chúng ta, những chúng sanh căn khí tầm thường. Vì vậy, hôm nay đặc biệt khuyến khích quý vị, những người tu tịnh độ nên kim tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Tôi xin cẩn thận thuật lại những ý chỉ như sau để quý vị, những hành giả tịnh độ, có thêm tài liệu để làm tham khảo. Thứ nhất, pháp môn tịnh độ từ xưa đến nay có nhân duyên rất sâu với Bồ Tát Địa Tạng. Tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông chúng ta là Đại sư Liên Trì đã soạn bài tựa cho kinh Địa Tạng, khen ngợi và khuyến khích việc hoằng truyền. Đến tổ thứ 9 của chúng ta là Đại sư Ngẫu Ích, trọn đời phụng sự Bồ Tát Địa Tạng, càng hết lòng ca ngợi và hoằng dương. Ngày trụ ở tại núi Cửu Hoa rất lâu, tự xưng là Địa Tạng Cô Thần. Cả đời Ngài siêng năng lễ lạy Địa Tạng Sám Nghi, thường trì niệm Địa Tạng Chân Ngôn, cầu mong tiêu trừ nghiệp chướng, vãng sanh tịnh độ. Hiện nay, bậc Thái Sơn Bắt Đầu của Tịnh Độ Tông là Ngài Pháp Sư Ấn Quang, đối với kinh Địa Tạng lại càng hoàn truyền rộng rãi, đã từng in ấn đến hàng vạn quyển gửi đi khắp nơi để phổ biến, khiến cho nhiều người tu tịnh độ cùng chí tâm đọc tụng y giáo hành trì. Hôm nay tôi cũng y theo quy hướng của các vị tổ tịnh độ, khuyên nhắc tất cả quý vị nên kim tu pháp môn Địa Tạng. Hiện tại thắng duyên tụ hội, đây không phải là một sự ngẫu nhiên. Thứ hai, pháp môn Địa Tạng lấy ba kinh làm chủ yếu là kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, kinh Địa Tạng Thập Luân và kinh Địa Tạng Bồ Tát Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo. Tuy kinh Bổn Nguyện chưa nói rõ ý nghĩa vãng sanh tịnh độ, nhưng hai kinh kia thì đều đề cập đến. Kinh Thập Luận nói nên sanh cõi tịnh độ, chỗ ở của đạo sư. Kinh Chiêm Sát nói nếu muốn vãng sanh về cõi tịnh độ, tùy theo vị giáo chủ ở cõi đó mà chuyên tâm nhất ý, một lòng không loạn niệm danh hiệu của Ngài, hành giả quan sát như trên ắt sẽ vãng sanh về cõi đó. Bởi thế, Ngài Ngẫu Ích Đại Sư, tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông chúng ta, khi lễ lạy Chiêm Sát Sáng đã làm bài văn pháp nguyện như sau: xả thân bạn này nguyện được sanh trước Đức Phật, thừa sự Đức A Di Đà, đi khắp mười phương phụng sự chư Phật, được các ngài thọ ký, sau đó trở lại cõi sanh tử, cứu độ chúng sanh mê lầm, đồng thành Phật đạo. Do đây mà biết rằng pháp môn Địa Tạng thực sự có quan hệ mật thiết với Tịnh Độ Tông, không chỉ là khác đường cùng quy về một nơi, mà còn là động cơ tu hành là nhất trí. Thứ ba, kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy tu tập ba phước là chánh nhân để vãng sanh tịnh độ. Trong đó, điều kiện đầu tiên của ba phước là hiếu dưỡng cha mẹ. Thế mà trong kinh Địa Tạng lại trình bày đầy đủ nhân duyên của Ngài Địa Tạng hiếu thuận với mẹ của mình trong quá khứ. Các vị cổ đức gọi kinh Địa Tạng là hiếu kinh của Phật giáo. Điều này không phải là không có lý do. Bởi vậy, các bạn đồng tu, chúng ta hãy trì tụng kinh Địa Tạng.
hầu làm sáng tỏ thêm ý chỉ hiếu dưỡng của kinh Quán Vô Lượng Thọ. Hơn nữa, phải nỗ lực tuân hành, đặc biệt tôn sùng đạo hiếu, báo ơn cha mẹ, tu tập phước duyên thù thắng. Thứ tư, ngày Pháp Sư Ấn Quang khi dạy mọi người trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà cầu sanh Tây Phương, trước tiên khuyên họ tin sâu nhân quả báo ứng, không làm các điều ác, nên làm các việc lành, rồi sau đó mới nói nương vào từ lực của Phật đới nghiệp vãng sanh. Thế mà kinh Địa Tạng lại giảng rất tường tận về nhân quả báo ứng. Bởi vậy các bạn đồng tu, chúng ta hãy thường trì tụng kinh Địa Tạng, y giáo phụng hành, giúp cho tình nghiệp ngày thêm vững chắc. Nếu như chưa tin sâu nhân quả báo ứng thì cũng sẽ không thiết thực chú trọng đến luân thường đạo đức. Như thế ắt sẽ không những không vãng sanh Tây Phương mà lại còn rất có thể đọa vào ba đường ác. Hôm nay tôi xin mạo muội khuyến khích tất cả các vị tu tịnh độ hãy nên tin sâu nhân quả, thường phải kiểm điểm những hành vi thường ngày của mình, chân thành sám hối, nỗ lực sửa đổi lỗi lầm, sau đó tu trì ngũ giới thập thiện vân vân, dùng đây làm trợ hành cho sự niệm Phật, đây cũng là hành trang cho sự vãng sanh vậy. Thứ năm, chúng ta những người tu tịnh độ, nếu như có thể buông xả tất cả những hoàn cảnh hiện tại như khổ, vui, thuận, nghịch, vân vân, không chút luyến tiếc, nương vào cảnh khổ để tiêu trừ thân kiến, nhờ nghịch duyên mà kiên cố chí nguyện tịnh độ, đây là điều vô cùng tốt đẹp. Thế nhưng trong ngàn vạn người hiếm có một hai người, bởi vì chúng ta ở trong địa vị phàm phu, tuy biết tùy phần tùy lực tu tập tịnh nghiệp, nhưng đối với thân tâm thế giới chưa thể hoàn toàn buông xả, vẫn còn có những nhu cầu ăn mặc, vẫn còn phải lo lắng trước những hoàn cảnh bên ngoài như thiên tai, dịch giả, chiến tranh, vân vân. Giả như nếu lâm vào hoàn cảnh sinh hoạt khó khăn, tai họa triền miên, vậy thì việc tu hành kể như sẽ bị chướng ngại rất lớn. Hiện nay nếu như có thể quy y cùng tin tưởng Đức Bồ Tát Địa Tạng, ắt sẽ không còn có những thứ lo lắng như vậy. Như trong kinh Địa Tạng quyển Trung có ghi, có thể khiến cho chúng ta thức ăn y phục đầy đủ, không bị tật bệnh, gia đình an lạc, cầu chi liền được nấy, thọ mạng tăng gia, không bị hao tổn, đi đâu cũng đều có thiện thần hộ trì, không còn các tai nạn vân vân. Các bậc cổ đức thường hay nói thân tâm an lạc thì đạo nghiệp mới tăng tiến. Đây chính là điều mà chúng tôi muốn đề cập đến. Cho nên hôm nay tôi xin khuyến cáo các vị đồng tu tịnh độ cần phải quy y cùng tin tưởng Bồ Tát Địa Tạng. Vừa rồi là tôi đã nói sơ lược về ý chỉ của việc trì tụng kinh Địa Tạng. Tuy ý nghĩ chưa được tường tận, nhưng chắc quý vị cũng có thể hiểu được đại ý. Rất mong quý vị sẽ lưu truyền rộng rãi chí tâm trì tụng kinh Địa Tạng, cùng nhau hưởng những phước duyên thù thắng. Trích lục từ Khuyên Hành Giả Tịnh Độ kim trì tụng kinh Địa Tạng, Hoằng Nhất Đại Sư giảng, Vương Mộng Tịnh chép, Thích Pháp Chánh biên dịch. Namo
nha.